Chị Kim Anh, quê ở Tiền Giang, lên chương trình tìm một nửa yêu thương. Thì chị năm nay 55 tuổi, chị kể cuộc đời của chị. Nói về cuộc đời của chị là chị phải rơi nước mắt. Thì cái câu chuyện của chị Kim Anh như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô thì mong rằng tất cả cô chú và các anh chị em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Cứ lấy số điện thoại của Tiến kết bạn Zalo, sau đó Tiến sẽ gửi những mặt hàng khô cho tất cả cô chú anh chị em xem. Cái số cái bài cái số mình như vậy nó không được anh em thương, mình có mình nhà cửa tài sản của mình mà mình chưa chết còn sống như vậy nè, thì khi anh em chị em mình... Rồi, Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Em chào chị nha. À chị chào em. Chị nói chuyện lớn tiếng em chút xíu nha chị. À Chị giới thiệu đi, chị tên gì? à tên mình là Kim Anh. Kim Anh. Chị năm nay nhiêu tuổi? À, à 55 tuổi. Quê chị ở đâu? Tiền Giang. Tiền Giang. Rồi bây giờ Tiến nhắc lại cho chị một lần nữa ha. Sau khi mà Tiến quay cái video này lên thì Tiến đăng lên trên mạng, thì sau này chị không có khiếu nại kêu Tiến là năn nỉ Tiến xóa clip hoặc là gỡ clip nha, chị có đồng ý không? Đồng ý. Rồi, những cái lời nói của chị nếu mà có sai thì sau này chị có cái gì thì chị phải tự chịu trách nhiệm trước lời nói của mình ha. Ok. Rồi, chị là quê Đồng Nai, À, Tiền Giang, Tiền quê Giang. ở quanh quanh quê Tiền Giang. Rồi chị kể chút xíu việc Đây. hôn nhân của chị đi như thế nào. À, mình hồi xưa mình có gia đình là năm năm 88, mình chia tay năm 2011. Trong cái khoảng thời gian mà từ đó tới nay rồi chị có quen thêm một anh nào nữa không? Có, chỉ có quen nhưng mà cũng được, mới quen được vài năm nhưng mà hình như là không hợp nhau những cái cách sống. Cách sống của người ta thì người ta đứng núi này trông núi nọ quá, mình thấy vậy, mình chỉ mới làm bạn thôi chưa vô làm chồng vợ chồng. Coi như Người là cũng ta phải đàn ông mà ta kêu người ta có điều kiện á, người ta có điều kiện á, ta đứng núi này trông núi nọ quá, mình thôi vậy mình không chịu điều đó, để mình coi như theo là mệt lúc lúc mỏi trước quá. lúc trước là chị quen là một người đàn ông người ta có điều kiện. Rồi người ta Ta đang có quen điều chị kiện mà đi nhiều chỗ á, ta cái điều kiện mà đi đây đó nhiều quá, em thấy không? Ta có điều kiện, người ta có này kia nọ, rồi ta có kiểu như người ta ta hay kiểu mà đứng núi này trông núi nọ, người ta hay không chịu, ta bắt cá giùm tay, ta mới chịu đứng yên chỗ, rồi mình thấy vậy thôi, mình thấy vậy là mình mang cái khổ nữa thôi, tha giả vậy đi, tới số tới đâu hay tới đó. chị ngồi lui vô chút xíu nữa chị. Đúng là đừng Tại rồi. cái ghế nó hơi thủng thủng. Không không có, tại vì chạm nên chị sẽ sẵn đi chợ hay gì mà chị đợi đợi nó. Nãy giờ trước khi mà tiến điện là chuẩn bị đi đẩy xe đi chợ. Không bật Rồi nó ra. chị lọc cái nón ra để khán giả nói sao lên chương trình Nhìn ngồi đội dễ nón. nhìn lắm phải không? Người ta nói chết à. À, có chắc che lại giấu gì vậy hả? Rồi, chị được mấy người con? Chị không có con, chị sống với ông xã chị ngày xưa là anh đi bộ đội qua Campuchia về, anh bị uống thuốc nhiều á, sốt thuốc rét rét huyết gì đó, anh về anh không có con, mà có hư thai một hai lần mà anh không có con với mình được. Rồi anh có vợ, sau này anh có vợ trước chị mấy lần rồi, có vợ mấy người vợ nữa rồi, nhưng mà không có vợ nào có con. Hiện nay là chị làm công Còn việc chị thì gì? nói chung là chưa. Nói chung là trước đó chị cũng làm công việc buôn bán tại nhà, bán tạp hóa, bán cà phê tạp hóa tại nhà mình ở dưới quê á. Rồi thời gian đó chị cũng có đi bỏ đồ cho chợ nhà hàng đó, bỏ hải sản rồi đó, tinh chợ bộ đầu mối mình đó. Vì mình chị mần cái chuyện thời gian dịch Covid rồi, cái một mình chị mần chị ngán quá, chị bệnh rồi thứ nhất lên làm không có được thành công đó thôi. Ban đầu làm có ăn cũng được lắm, rồi sao rồi cái đầu cái kiểu như dịch rồi cái ta quán xá nghỉ bớt á, mình làm
nói chung là bị người ta nợ cũng hơi nhiều, người ta nghỉ rồi ta bỏ rồi cái thấy vậy mình cũng bị mất cái vốn, cũng hơi bị bồng bộn á. Dạ. Mình là cũng nản quá thôi, kiếm việc nhẹ nhẹ làm. Hiện Ừ. tại giờ thì cũng tại mấy đứa cháu ở nhà thì làm công việc đi cơm nước với tụi nó ở Sài Gòn, mà giờ mình định về quê, định chắc nửa năm nữa hết Tết này chắc về quê sống làm công việc gì đó với quê cho nhẹ nhàng. Chị kể về chị kể về chút xíu về tính tình của chị đi như thế nào. Tính chị hả? Chị thì nói chung là chị sống rất là hòa đồng với xã hội, nhưng mà có cái là tính chị thì hay hờn mát kiểu mà hay thương người cũng hay giúp người nữa, tính hay giúp người, thấy ai mà giận ai đó, nhưng mà thấy ai mà than than khổ khổ thì không chịu nổi, cũng hay giúp giúp chút đỉnh thôi, chứ mình có gì giúp nấy, chứ không phải là mình phải giúp hoàn toàn như người khác được. Đúng rồi, nói chung ra Nhưng mình mà mình thích, chị nói đi. mình thì chị nói là bánh chị thì chị thích cái người mà sống chung tình chung thủy với Tánh chị gì thì nói chung là chị không có tiền giàu có gì hết, nhưng mà bản thân chị hiện tại thì chị có nhà riêng, riêng mình chị, lúc mà chị thôi chồng ra thì chị không có gì hết, chia được mười mấy sào đất thôi, mười mấy sào đất ruộng bán được có ba mấy triệu thôi, rồi chị mua được chiếc xe, chị đi buôn bán làm ăn, rồi sau này chị làm ăn kia cũng được, chị mua được cái nhà, mua được cái nhà dưới quê á, đi làm rồi chị đi nuôi tôm nuôi đồ ở bên Bình Đại Bến Tre, chị cùng bạn bè chị á, rồi cũng lỗ quá trời lỗ luôn, cũng mất phải vài trăm triệu bên đó, rồi cuối cùng chị làm ăn được, chị có chút đỉnh gửi ngân hàng xong mà chị mua được cái nhà 2014 á, 14 15 chị mua được căn nhà, mua được có mua nhà nó có mười mấy, có trăm mấy á, có ba trăm mấy chục triệu thôi, mà bây giờ cái nhà của chị nó lên hàng tỷ rồi. rồi mua đất mua nhà đâu có lỗi chị. Ờ hồi đó 2014 á, cuối năm 2014 á, chị còn ở nhà thuê, chị ở chung mình, chị cách cũng chị buôn bán làm ăn của mình là chị vừa làm công việc vừa buôn bán, mà nói chung là hồi thời điểm đó là chị còn trẻ, bốn mươi mấy tuổi, cũng có nhiều người 40 năm bốn mấy tuổi cũng nhiều người đeo đuổi lắm, nhưng mà đối toàn là người ta có vợ không chị không dám, ở xứ chị là chị không dám rớ hồn, không dám đụng tới người nào hết, ở dù ở có vợ tại không có vợ dù không dám đụng vô luôn á, ở tại chị có chồng và xứ vợ chị chứ không ha. dám đụng vô luôn, ở xứ chị là chị không có dám đụng vô người nào, không dám rớ luôn, chị chọc kẹo giỡn giỡn chơi cho vui gì thôi, chứ còn hôm mà để ý quan tâm tới người nào là không cho dám, không dám luôn. Quan niệm của chị là không lấy chồng gần, lấy chồng xa, lấy chồng gần, chị ngày Vô xưa chị còn con gái à, chị nói câu đó, chị cho chị bắt cái eo á, chị lại lấy thằng chồng gần nhà, cách nhà có một xã thôi, chồng đầu tiên chị đó là có một xã thôi đó, là cái lời nói chị bị trời đã báo, chị cái thời đầu tiên tới giờ là không thấy có chồng gần, có chồng ở xa xứ mình không có chồng gần. mà tắm chị có nóng không? Nóng tính nhưng mà nóng chút xíu thôi à, giận la ào 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 đó thì thôi, nhưng mà không có kiểu không có đê bụng, Không có nhận dài ha. không nhận dài. Rồi theo như chị bây giờ là chị lên chương trình của Tiến đây, chị chọn một người như thế nào? Chị thì chị cũng theo dõi nhiều cái chương trình lắm, nhiều kênh lắm, nhưng mà chị nghe mấy cái kênh kia sao chị sợ quá, kênh nào chị thấy cũng sợ, kênh nào người ta cũng vô sâu rồi ta hỏi rồi kìa, không phải là mình không có gì mình xấu gì mà mình sợ, nhưng mà kêu nhiều thấy nhiều cô nhiều chị nhiều anh rồi đòi hỏi gì quá, chị thấy tự nhiên mắc cỡ, chị ngại quá, tự nhiên muốn chương trình lâu lắm rồi nhưng mà rất là ngại, mà chị tìm hoài cái chương trình nào đó để cho mình thích hợp mà mình thấy mình tự tin á, để mà mình lên mình đăng ký. Ở Thì bây đây giờ chị nói thì bây giờ chị theo dõi mấy nhiều kênh lắm, mà bây giờ hồi tối này chị nằm chị thấy được cái kênh của cái anh chị Kiều Vĩ á, là tại vì biết sao chị chọn, biết bao nhiêu anh chị Kiều mà chị không chọn, bình thường ở nhà cũng có chị Kiều ta tới làm mai cho chị mà chị không ưng, là lý do là anh đó, tại vì chị nghe anh nói là anh không có nhà đúng không, Việt Nam mình nhiều anh cũng không có nhà lắm, mà không nhà theo kiểu có mấy ảnh khác là về ở rể, chọn về ở rể khác, còn này là không có nhà, vấn đề của ảnh là tại anh không mua nhà được ở bên Việt Nam, anh muốn có vợ bên Việt Nam, có nhà có cửa để anh nhập hộ khẩu vô, anh tìm để làm một cái gì có ảnh,
chứ không phải là anh đi để về bên vợ, để ở nhà bên vợ, ở để bên vợ, mà anh không phải là anh không có tài sản để mà anh vô đó anh bám bên vợ đó. Anh nói rõ ràng là anh sống về bên vợ có cái tay, anh không có được cái hộ khẩu ở Việt Nam, anh muốn về có vợ ở Việt Nam có nhà, yêu cầu có nhà thôi. Thì nói chung là chị muốn có nhà thôi, chứ vốn liếng thì chị không có nhiều. Tôi muốn chị không có đủ, chị làm chị nuôi mẹ, chị còn mẹ già, nhà chị hiện tại với quê chị còn mẹ già ở với chị lên xuống nửa tháng 10 ngày chị về thăm mẹ ăn lần vậy đó. Rồi bây giờ Thì nếu mà được thì anh thì bây giờ sao thôi, bây giờ mình tạm gác cái anh đó lại một bên đi. Thí dụ đi, nói chung ra à chị muốn thì còn bên kia ảnh có chịu hay không. Chứ phần nếu mà à anh kia có chịu thì hai người cũng phải tìm hiểu nhau có hợp nhau không nữa. rồi. Đó, Ok, chứ không phải là mình muốn đúng là rồi được. đúng rồi Đó, mình phải đúng rồi hợp với nhau, chứ mà không đúng hợp mà về sống vài bữa cự cãi tối ngày sao được. đúng rồi. Rồi bây giờ thôi đi, bây giờ mình tạm dừng cái anh đó đi. Thí dụ chị lên đây nè, bây À giờ thì ý của chị là chị chọn một người đàn ông, là bây giờ theo như ý muốn của chị đó, là người đàn ông đó là tánh tình ra sao, hay là có những cái điều kiện gì thì trong lòng của chị thích thì chị nói, để cho cái anh nào cảm thấy ảnh nghe ảnh phù hợp á thì ảnh sẽ lãnh đến làm bạn với chị. rồi à, chị tìm cái người đàn ông sống là rất là, tuy không cần tiền bạc giàu có gì đâu, nhưng miễn đủ sống là được rồi, đủ sống là được rồi, nhưng biết biết thiên thương yêu vợ con, biết đùm bọc vợ con, biết quan tâm vợ con là được rồi. Rồi tánh tình. Tánh tình thì nói chung là cũng dễ dãi hòa đồng, đừng có khó, đừng có gia trưởng quá, chị sợ gia trưởng lắm. Đi xài vậy Chị chứ. chưa có bị gia trưởng mà chị cũng sợ, chị tại bạn bè chị có chị rất sợ, Chị cao mấy mấy? nhưng giống như giờ như chị thôi cũng vui. Chị hả? Chị cao 1m55 Năm năm chị à, rất là. năm năm mươi 56 kg, nặng 56 là bị mập rồi đó. Cái gì? Lúc trước chị Cái tướng hả, chị mà có 56 kg sao? 56 kg, Tưởng đâu năm rồi, sáu tôi kg tưởng đâu tại chị là ngồi em á, tưởng tại đâu, chị tròn. tôi tưởng đâu 6 mấy không chứ. Đâu 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 sáu mấy dữ vậy, là vì lúc này bị lên ký rồi đó, lên cân rồi đó. Còn mấy bữa tại vì hôm nay có công việc cái bị lên cân rồi, chứ hôm đó nó có hôm đó sụt, hôm đó bị tai nạn á, bị chị bị ta đụng bỏ chạy nè, đụng cái vai bị gãy cái vai xương vai á, thì đúng 2 năm rồi chị bị ta đụng bỏ chạy luôn à. Nó có cho số điện thoại mà khi mình điện lại nó nói lộn số rồi, nó không nhận rồi thôi bỏ luôn, nó mất mấy chục triệu, bốn mấy triệu. Giờ chuẩn bị đi mổ, mổ lấy cái xương ra, mổ cái lấy cái titan ra. Chị chọn cái anh đó là chị có chọn ở đâu không? Ở vùng miền nào không? Hay là ở đâu cũng được? À, không, chị tính chọn là chọn chắc miền Tây mình thôi á, Ở miền Tây thôi ha. miền Tây thôi, miền Trung miền Bắc xa quá, với phần á, tại vì giờ chị cũng đơn chiếc, gia đình chị đơn chiếc kia không muốn hơi xa vòng vòng, miền Tây mình thôi, Sài Gòn trở về, Tại vì em miền Đông hỏi cũng được, tại tại miền vì Đông tại vì em hỏi cái miền đó miền đó Đông trở về miền Tây à, à. tại tại vì em hỏi cái đó đó để cho mấy anh mà có khi ở ngoài miền Bắc đó ở xa xa nữa thì mấy anh khỏi xin số, để thôi nên anh xin số về chị không đồng ý cũng mất mất công à, bây giờ em hỏi cho nó Nếu rõ mà hơn. ý mấy anh mà miền miền Trung, mấy anh miền Bắc hay gì thì mấy anh ở Sài Gòn không, vô trong đây cũng được, mấy anh ở có nhà cửa trong này cũng được vậy đó. Coi như là không có phân biệt vùng nào hết, mà mấy anh nó ở ngoài miền Bắc mà nhưng mà sinh sống ở Sài Gòn, có nhà ở Sài Gòn thì chị cũng Đúng đồng ý. không? Ok À, ok còn còn mấy anh mà ở miền Bắc miền Trung là coi như nhà cửa ngoài là chị sao đi không? về ngoài là xa quá chị không chịu. Đúng rồi. Còn anh nào mà ở miền Nam này thì miễn ở miền Nam là chịu hết. Bây giờ theo chị bây Nhưng mà giờ theo như chị bây giờ có một một anh mà thương chị, ảnh kêu làm đám cưới chị chịu không? chị muốn chịu là chịu làm cứ làm con thú đàng hoàng, kết hôn đàng hoàng à, chứ không phải chịu sơ sơ đâu nha. Chị không muốn thì thôi, mà chị muốn là phải lấy chồng phải làm đàng hoàng, dụ làm phải làm cái kết hôn đàng hoàng, phải đám cưới đàng hoàng á, chứ không có kiểu mà nói bỏ qua rồi làm đang lén lúc lúc không có được. Là nếu mà chịu thì chị bắt buộc anh đó phải làm giấy kết hôn. Đúng rồi.
tại vì mình có quyền tự do với nhau chứ, để không làm kết hôn rồi nhiều khi bắt bỏ ông chạy ai biết ông đi đâu rồi có chuyện gì ông đứng nói lại trong đầu bỏ ông chạy rồi sao ai biết được đúng không, cho nên là mà làm cái kết hôn để nhà mình có trách nhiệm với nhau chứ. Chị có chồng, chị thương yêu chồng, chị chịu chồng không? Trời, chị là chị không biết nói sao nhưng mà chị là có chồng là chị rất là tôn trọng, rất tôn trọng chồng, lo từ chút từng miếng ăn miếng uống từng cái quần cái áo từng viên thuốc từng bệnh hoạn chị từng lo, mà chị thì bị không bị quan tâm lợi ngộ đó, chị quan tâm cho gia đình chị chồng con chị quan tâm lắm nhưng chút xíu là chị lo rồi, chị chạy chị lo rồi từng miếng ăn tới giấc ngủ từng cái quần tới cái áo mà tới riêng chị là không không được lo, hiểu không, không được quan tâm. Cái phần của chị là cái số của chị là không phải là chồng không đâu, nhưng mà anh em gia đình mình cũng vậy, chỉ có ra được xã hội là người ta rất là thương mến mình, mà về gia đình mình anh em mình là hình như là nó có cái gì đó nó không không được giống người ta, chị khao khát cái tình cảm. Giờ chị cần kiếm một người để bầu bạn cái tuổi già sau này ha. Đúng rồi. À, chị có mong muốn khi mà anh đó thưa đến với chị phải tặng món quà gì cho chị không? Nếu thì tặng quà thì càng tốt, nếu có quà tặng càng, càng tốt, thế thì tặng để làm kỷ niệm gì đó sau này mà mình về chung sống nhau mình nhớ lại kỷ niệm hồi xưa anh gặp em anh cũng tặng em cái quà đó để mình giữ lại kỷ niệm. Tắt này chị, tắt điện thoại chị. À, bây giờ thì rồi bây giờ chị nói một lời nào cho nó cho mấy anh nào mà nghe được mà anh hiểu rõ hơn cảm thấy phù hợp thì mấy anh sẽ đến với chị. Sao chị nói tới mà cái chuyện mà chị chắc thiếu thiếu thiếu, thiếu cái tình cảm tình thương lắm nên chị nói chị muốn khóc mà. Thôi chị cũng đừng buồn ha, tại vì nói chung ra là trên người trên đời này thật sự ai cũng có số trơn á, mà cái số chị là thiếu tình cảm thì nó cũng đỡ hơn nhiều người, còn đỡ hơn nhiều người đó. Mỗi một người mà đâu Nói có chung trên đời là nè, đâu có ai trọn vẹn hết đâu chị, không có ai trọn vẹn đâu, dễ gì. đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà điều có cái nhiều khi mình là nói chung là khi cũng buồn tủi, mình còn thân cũng buồn tủi, ở Sài Gòn đi làm ăn thôi chứ về về quê nhà nhà của mình chứ nhiều khi về thì buồn không có ở lâu, về thăm mẹ chút xíu ngày ngày đi đâu ở lâu được, vậy anh em mình nhiều khi lắm lúc cảm như là cái số cái bài chắc cái số của mình như vậy nó không được anh em thương, mình có mình nhà cửa tài sản của mình mà mình chưa chết còn sống như vậy nè, thì khi anh em chị em mình lúc nào cũng nghĩ bà này bà không có chồng nữa bà chết sợ của cái người này giành kia giật nó chứ, trời mình nói biết nữa tôi còn tôi khi mà tôi ăn hết tài sản đó tôi không biết tôi chết chưa nữa, mà mấy người tối ngày gì nghĩ vậy không mình buồn, cho nên mình mới thật sự là rồi sau đó mình có kiếm có một người bạn là người bạn của mình hình như là cũng sống cũng sao làm như cái số gặp người bạn đó mình cũng đâu đòi hỏi gì đâu, tiền bạc thì mình cũng không cần mình cũng làm được mình sống được mình đâu có cần người ta phải nuôi mình đúng không, nhưng mà người ta cứ ơi dầu mà bay bướm rồi lăng nhăng lỡ nhở rồi thôi chị thấy vậy thôi chị nản quá chị mệt quá chị cũng buồn khổ quá thôi chị cũng chia tay, cho nên thôi giờ chị nói chung là từ khi ngồi chung với bạn bè rồi nhắc tới bạn bè chị mà chị tiệc tùng ngồi đi chơi ngồi uống cà phê ha, nhiều khi cũng chị cũng lúc mà chị buồn chúng không đi nhậu nữa nha, đi nhậu với bạn bè mình bạn đàng hoàng bạn có vợ có đôi có chồng hết trơn á, còn của mình chị là lẻ loi thôi à, mà nhiều khi ngồi uống nhậu cũng khóc cái tụi đó nó buồn á, nó khóc cũng nói hoài nhiều khi hoài gì không phải là buồn mình có chồng mà buồn là mình thấy hoàn cảnh gia đình mình xong mà tự nhiên á mình không được thế, nhưng mình nghèo khổ mà mình đi tới nhà ta mình xin mình xỏ người ta hắt hủi mình không nói mình đâu có xin xỏ ai đâu mình còn chó nữa người ta hắt hủi ở đâu, vậy cho nên á chị buồn ấy. Tuổi này mà chị không tìm thì mai mốt không còn cơ hội đi tìm tìm Đúng một rồi. người để cho mình á sau này á là có một người để nương tựa vào nhau để chăm sóc cho nhau, chứ còn anh em mà mình không có tin tưởng được rồi không có nhờ cậy được rồi.
con cái cũng vậy, nó cha mẹ nó chưa chắc gì nó lo, không chỉ lo cho mình đúng không? Mình thương nó thì nó ở với mình, đứa nào có đứa cháu thì nó ở mình đây 25 tuổi rồi, cháu trai nó làm con nuôi mình từ hồi nhỏ, mẹ sinh ra là cháu ruột mình á, thì có khi nào mà tới chừng đó thì mình nó cho nó chút đỉnh để nó làm vốn làm ăn. Nếu mà nó có vợ con mà nó thật sự nó biết thương mình, nó ở với mình thì mình tính khác, còn nếu nó học nó có vợ con thì nó không muốn ở với mình thì mình cho nó một cái số gì đó để nó làm ăn, có vốn làm ăn thôi. Còn chuyện của mình là chuyện của mình, chuyện riêng của mình là chuyện riêng của mình, chứ bây giờ cũng không có, giờ không có nghĩ tới là anh em cha anh em con cháu gì để mà lo cho mình, chắc không có rồi, nói không có. Rồi thôi thì thôi em cũng cảm ơn chị để đến kênh của Tiến để tham gia chương trình. Thì thôi em cũng mong rằng sau khi cái video của chị đăng lên thì có rất là nhiều anh yêu thương chị, lo lắng cho chị. Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đăng lên cái nhà. Thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em có thương Tiến cho Tiến một like chia sẻ, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến. Thì Tiến chào tất cả cô chú anh chị em và chào khán giả đi chị. Các bạn khán giả đi. Chào chào khán giả. À.